ngày 14 tháng 1, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết dự án Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng Mekong mở rộng giai đoạn 2 sau 9 năm thực hiện và dự án lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý bền vững cảnh quan chung Trường Sơn Việt Nam sau 5 năm thực hiện. Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đánh giá hai dự án này đã có những đóng góp không nhỏ trong việc phục hồi và duy trì tính liên kết và toàn vẹn của hệ sinh thái rừng khu vực chung Trường Sơn, đảm bảo hệ sinh thái rừng bền vững, đem lại sinh kế cho cộng đồng địa phương và tăng trưởng kinh tế khu vực. Theo đó, hai dự án hướng đến việc thiết lập được hành lang đa dạng sinh học tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Kết quả cho thấy, ba hành lang bảo tồn đa dạng sinh học cấp tỉnh với tổng diện tích gần 300.000 hectare đã được thành lập, 37 ban quản lý rừng cộng đồng được thành lập, hơn 4.500 hectare rừng được phục hồi. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt thành lập khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh, 7 kết quả quản lý hoạt động của 7 khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, Đắk Rông, Phong Điền, Sao La, Thừa Thiên Huế, Ngọc Linh, Quảng Nam, Sao La, Quảng Nam và Vườn Quốc gia Sông Thanh đã được tổ chức triển khai. Phát huy kết quả của hai dự án này, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho rằng dự án kết thúc không đồng nghĩa với việc chúng ta đã hết trách nhiệm mà cần sớm có kế hoạch chi tiết thực hiện việc giám sát, kiểm tra hàng năm tình hình triển khai thí điểm quản lý hành lang đa dạng sinh học của ba tỉnh, phối hợp với Ngân hàng ADB tiếp tục giám sát các chỉ tiêu đầu ra của dự án sau khi dự án kết thúc.